trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn hồi ký của cựu chiến binh Võ Minh, cựu chiến binh Trung đoàn 271, miền Đông Nam Bộ, với nhan đề có một thời như thế, phần thứ bảy, vào trận. Ngày 8 tháng 5 năm 1972, trời vừa sáng, lúc đó chưa ai kịp chập mắt thì lực lượng địch trên tàu dưới sông bắn đạn về phía chúng tôi ầm ầm Tiếng đạn nổ ào ào, liên tục kéo dài theo từng hồi một, cắt đứt rất nhiều thân cây tràm và thân cây cơm nguội ở bờ rạch những viên đạn chín 90 trên các tàu tuần tiếu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang chạy dưới sông bắn ra nổ hoàng, hoàng, phá ta một khoảng bờ kinh, bùn đất bay lên trời rào rào, nhưng bọn lính dưới tàu vẫn không dám lên bờ vì sợ quân ta tiêu diệt. Chúng cứ chạy đi chạy lại trên mặt sông, thì nhau bắn đạn thả dàn cho đến chán mới chịu dừng lại, quay đầu chạy lùi về gọi máy bay A-37 đến ném bom. Vừa qua được một trận mưa đạn của quân địch dưới tàu bắn lên giờ đây chúng tôi lại hứng chịu hàng loạt bom trên máy bay ném xuống. Công sự trong bờ kênh lắc lư đung đưa liên tục, trời đất mù mịt bùn đất. Tôi không phân biệt được những tiếng bom nổ nữa. Tai đã ù hẳn, ngực bị bóp nghẹt rất tức và khó thở, bởi vì bom nổ quá gần. Rất may, trước đó ai nấy đều đã xây dựng cho mình một công sự khá chắc, cho nên cả ngày hôm ấy cả đội tôi không ai bị thương vong. Ngày 9 tháng 5 năm 1972, chúng tôi đã có mặt ở gò nổi thuộc xã an ninh tây đức hòa long an dưới ánh sáng trăng nhìn từ dưới bờ sông lên gò cao có một khoảng đất trống rộng bao quanh nó là những bụi cây mọc lúc xúp nơi đấy có hai cây cao vượt trội hẳn lên đấy là điểm chuẩn để tập kết của đơn vị nếu có ai đó bị thất lạc cứ nhìn thấy hai cây cao đó mà tìm về khi đến nơi tôi mới phát hiện đấy là hai cây ruồi nhắc đến gò nổi là nói lên bao nhiêu điều vui buồn của các cán bộ chiến sĩ trung đoàn chúng tôi trong đó niềm vui thì ít, nhưng nỗi buồn thì rất nhiều. Mảnh đất nơi đây đã trộn đầy máu xương của những người con yêu quý miền Bắc. Họ là những chiến sĩ thuộc Trung đoàn 271, đã vĩnh viễn nằm yên nghỉ tại đây. Ngay như xung quanh hai gốc cây ruồi đó thôi, phải đến hơn chục anh đang nằm lại đó. Máu của chúng tôi đã thấm đỏ trên từng mét đất ở quê hương xa xôi này, tất cả vì công cuộc thống nhất đất nước. Có thể ngày đất nước được thái hòa, một số hài cốt các anh may mắn tìm được đưa về an táng ở các nghĩa trang, nhưng còn rất nhiều, rất nhiều anh thịt xương đã hòa trộn trong mảnh đất này, trong đó có những người bạn thân của tôi. Giờ đây ngồi tưởng nhớ lại các anh, mong các anh hãy tha thứ. Tại những thời điểm khó khăn, gian khổ, ác liệt đó, đồng đội của chúng ta chưa chu đáo trọn vẹn với các anh được. Sự xuất rất nhiều khi đánh dấu vị trí các anh yên nghỉ. Bởi cuộc chiến lúc đó quá cam go, khốc liệt, cầu mong cho linh hồn của các anh ở dưới suối vàng nhẹ nhàng, thanh thản, siêu thoát. Ngày 10 tháng 5 năm 1972, 4 giờ 30 phút sáng, chúng tôi có mặt tại ấp An Thuận, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, cách thị xã Hậu Nghĩa khoảng 12 km về phía tây bắc, cách ngã Ba Lộc Giang 7 km về phía tây nam. Ấp An Thuận nằm ở một vị trí đặc biệt, về phía tây cách đó khoảng 5 km có con sông Vàm Cỏ về phía đông có con đường 10 kéo dài từ thị trấn Đức Hòa qua Hậu Nghĩa, ngã Ba Lộc Giang đến Tây Ninh. Do nằm ở vị trí hiểm yếu, nên địch đã bố trí các chốt bao quanh. Phía Tây chốt An Thuận, phía Nam có chốt rừng tre, La Cua. Phía Tây Bắc có bốt rạch gần, phía Đông sát lộ mười có bốt An Hiệp. Khi chúng tôi tiến quân vào trong ấp An Thuận, ở đó không thấy một bóng người, chỉ có mấy cô du kích dẫn đường là người địa phương. Ban chỉ huy đại đội ba đóng quân trong nhà má hai quân, bao bọc xung quanh vườn là dãy giao thông hào, do mưa nắng lâu ngày cắt bụi lấp gần đầy. Mép bờ phía ngoài được che chắn bằng những bụi che già. Ngôi nhà mái tôn, tường gạch vôi trắng có những mảng vỡ lớn do trận bom đỉa của tháng trước đó vừa mới được sửa sang lại nằm ở giữa vườn. Rồi một ngày khá bình yên đã trôi qua. Khi hoàng hôn vừa buông xuống, ở trong bờ tre nhìn dọc theo con đường nhỏ bắt từ cổng nhà ra phía trước, trong ánh sáng mờ mờ, nhạt nhạt của trời bắt đầu đã về tối tôi bắt gặp một nhóm người gồng gánh 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 theo sau có mấy đứa trẻ đang chạy lon ton tất cả rất vội vàng đi về nơi chúng tôi chốt giữ mọi người trong đơn vị lặng im chăm chú quan sát tất cả mọi hành vi thay đổi bất thường của nhóm người này có lẽ họ cũng đã quen với sự đề cao cảnh giác cũng như luôn luôn sẵn sàng chiến đấu của bộ đội giải phóng nên khi gần đến chúng tôi một người phụ nữ trung tuổi trong nhóm đó chủ động cất tiếng chào các con má hai quân đây má và sáu tiệm cùng sắp nhỏ về thăm các con đây. Rồi bà ta lấy tay chỉ từng người nói, đây là hai tặng và sắp nhỏ này là con của má, còn kia là má mười hét, hai mến, tư phiên và tư lập, sáu tiệm cùng sắp nhỏ của con sáu đó. Biết chắc không có gì nguy hiểm, tôi nhảy ra ngoài bờ che chào đón các má và các chị cùng các cháu đã trở về nhà. Khi gặp được chúng tôi là những người lính vừa từ miền Bắc vào, các má và các chị suýt xoa khen bộ đội miền Bắc đứa nào cũng trẻ đẹp sáng sủa. Thường chúng nó đã vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ vất vả, hy sinh, đã băng rừng, lội suối, vượt dốc cả hàng nghìn cây số mới về đến vùng đất này, về với má và các chị, về với bà con cô bác lâu nay đang mong chờ chúng tôi. Má và các chị kể, lâu nay bọn địch ở đây bố giáp thường xuyên, luôn luôn lùng tìm các gia đình cơ sở, cán bộ cách mạng, làm khó dễ cho dân rất nhiều. Các con biết không, ở đây vẫn có tổ chức chi bộ đảng rất mạnh đấy, mà anh Nam Liêm là bí thư. Chỉ có một điều, chưa được hoạt động công khai thôi. Hôm nay các con về đây, má và các chị cùng bà con mừng lắm. À chút xíu nữa thì quên, có một chút quà nhỏ mang về cho các con đây. Rồi ngay sau đó, mọi người lôi từ trong thúng ra những gói nhỏ bọc trong bịch ni lông. Vẫn má hai quân nói, tụi bay biết không, bọn địch nó kiểm tra mọi người lúc trở về gắt gao quá trời má và các chị tìm mọi lý do mới mang về được chút xíu đó. Chúng tôi rất ngỡ ngàng cảm ơn má và các chị dối rít. Tôi cầm lấy gói quà và mở ra, đó là gói mắm tôm khô trộn với thịt lợn. Món ăn thật ngon vì đã lâu lắm rồi hôm nay chúng tôi mới được thưởng thức. Mãi vui mừng phấn khởi khi gặp chúng tôi. Chị Sáu Tiệm và chị Tư Lập mới nhớ ra chưa về nhà mình. Hai chị vui vẻ chào tạm biệt. Vừa đi được một đoạn, chị Sáu còn ngoái cổ lại nói. Nhà chị đó các em nhớ sang thăm nhé lúc này nhìn kỹ vào hai chiếc thúng trên đôi quang của chị có hai đứa nhỏ đang ngồi trong đó còn lại một đứa lớn chạy lon ton theo sau những ngày tiếp đó khi đã quen biết thân thiện tôi mới biết về hoàn cảnh gia đình của chị chị có ba cháu nhỏ chồng bị bắt lính quân dịch anh rất hiền lành và chân chất mộc mạc đặc trưng của người dân nam bộ tuy phải đi lính nhưng chưa làm điều gì có hại cho cách mạng sau này anh ngã bệnh chết còn lại một mình chị phải gồng gánh nuôi ba đứa con, cuộc sống quá nhiều gian nan vất vả, vừa phải kiếm sống cho mình và nuôi con, vừa phải thường xuyên liên tục chạy tránh bom đạn khi cuộc chiến đang diễn ra từng ngày, từng giờ trên mảnh đất quê hương của mình. Nhưng chị vẫn tích cực tham gia cách mạng, bất chấp mọi hiểm nguy cùng với mọi người vận chuyển hàng tấn vũ khí lương thực, thực phẩm cho bộ đội ta trong lòng địch. Ngày 12 tháng 5 năm 1972, trời còn chưa sáng rõ, Má hai quân và những người dân nơi đây lại trở về vùng địch hậu. Nơi đó ba ngày hầu như không có bom đạn. Giờ đây, trong ấp chỉ còn lại anh em đồng đội chúng tôi. Khoảng 7 giờ 30 phút, một tốp lính ngụy đã xuất hiện ở đầu ấp An Thuận. Cả đại đội tôi được báo động khẩn cấp. Từ bờ che nhà má hai quân nhìn ra, tôi thấy cả một đại đội địch. Đầu đội mũ sắt vai mang ba lô tay cầm súng A-15, quanh thắt lưng rắt đầy lựu đạn và bình tông đựng nước có người còn khoác thêm trên vai một khẩu súng M72 chống tăng hay một khẩu cối cá nhân M79. Chúng đi theo đội hình hai hàng dọc, thẳng tiến về hướng chúng tôi, nhưng hơi chết sang tay phải. Đại đội tôi đã triển khai chiến đấu, đợi cho đối phương tiến vào cách tổ tiền tiêu độ khoảng 10 mét. Tất cả chúng tôi đồng loạt nổ súng. Quân địch bị bất ngờ bỏ chạy toán loạn lùi về phía sau. Một số nấp vội ở các bờ ruộng nổ súng chống trả quyết liệt một cuộc đấu súng tập thể giữa hai bên rất căng thẳng kéo dài. Lợi dụng những bờ đất cao, chúng tranh thủ vận chuyển những người lính đã chết và bị thương lùi về phía sau. Rồi tiếng súng hai bên thưa dần cho đến khoảng gần 10 giờ thì ngừng hẳn. Tôi biết phía bên kia bờ rộn trước mặt có một người lính bị thương nặng. Khi tiếng súng của hai bên đang còn nổ giòn rã, tiếng la của người lính đó vang lên. Má ơi, con chết mất thôi, con bị thương rồi. Nghe tiếng kêu la náo ruột của người lính Sài Gòn bị thương, lòng tôi bỗng dưng thắt quặn lại, thương cảm cho một kiếp người, thương cảm cho tôi, cho đồng đội tôi và tất cả những người đang còn tham gia chiến trận, nếu cũng rơi vào trường hợp như vậy. Người lính đó với chúng tôi chưa một lần gặp mặt, chưa một lần quen biết. Thế mà, lúc này bọn địch còn lại đã rút ra ngoài xa và đang bắn vào suối xả, tuy không căng lắm nhưng vẫn còn nguy hiểm, nên tôi không thể ra bắt người lính kia vào được. Sau đó chỉ một lúc cả phi đội máy bay A-37 gồm 3 chiếc lao đến tới tấp dội bom vào đội hình đơn vị chúng tôi đang chốt giữ. 4 giờ 30 chiều, khi bọn địch dưới mặt đất và trên không hoàn toàn rút hẳn, tôi lao mình ra nơi người lính Sài Gòn bị thương để bắt sống. Nhưng khi vừa nhảy được sang bên kia bờ ruộng, thì thấy anh ta đã nằm chết cong queo từ lúc nào. Tôi lục túi áo lấy giấy tờ ra xem được biết tên là Võ Văn Ba, quê ở Cần Thơ. Rồi vội vàng nhặt khẩu súng tiểu liên A-15 và khẩu súng cối cá nhân M79 cùng với 30 viên đạn đem về nộp ban chỉ huy. Trong trận này, anh thêm đại đội trưởng và một số cán bộ tiểu đội trưởng, chiến sĩ ở các trung đội bị thương. Vậy giờ đây trong ban chỉ huy đại đội tôi còn lại một mình anh Lê Xuân Hưu, chính trị viên trưởng chỉ huy đơn vị. Quân số đại đội lại cứ giảm dần theo ngày tháng. Hoàng hôn vừa xuống, các mẹ, các chị, các em trong ấp trên vai gồng gánh. Tay sách nách mang rồng rắn quay trở về nhà vừa đến đầu ngõ mọi người đã la lên các con các em có bình an không có đứa nào làm sao không vậy khi tôi vượt từ trong ngõ ló đầu ra để đón mọi người trở về chị sáu tiệm reo lên ở cái thằng minh giỏi thiệt nó vẫn lành lặn nguyên vẹn đây nè anh em mình có bị sao không em chúng em đều bình an cả má và các chị biết không có một lính địch tên là võ văn ba quê ở cần thơ nằm chết ở cạnh bờ ruộng kia kìa chị và mọi người báo cho gia đình người lính đó để họ biết. Tôi trả lời. Mọi người ổ lên, chị Sáu nói. Sáng nay các em đánh giỏi quá. Buổi chiều khi chúng rút về có mang theo nhiều thương binh và lính chết. Nhưng mà ở ngoài nhìn vào trong ấp, thấy máy bay nó ném bom xuống nơi các em giữ quá. Chị và mọi người đã khóc rất nhiều. Quả các chị mang về cho chúng tôi hôm nay rất nhiều thứ. Những bịch đường, hộp sữa, có cả những bao thuốc con mèo và một vài chai rượu đế nữa phải thương yêu chúng tôi lắm. Các chị mới dũng cảm hy sinh tính mạng mình để mang những thứ cấm nghiêm ngặt được gọi là tiếp tế cho Cộng sản trước sự kiểm tra gắt gao của quân thủ. Là những người con miền Bắc chiến đấu xa nhà, rất cảm ơn và luôn ghi nhớ những tình cảm cao quý của các má, các chị. Trên mảnh đất Long An đã dành cho chúng tôi trong những ngày khó khăn, gian khổ ác việt ấy. Ngày 13 tháng 5 năm 1972, hôm nay được một ngày yên bình, vì gần 5 giờ chiều rồi vẫn không thấy tên nào mò đến. Tôi vội vàng rủ anh Huyên y tá sang nhà chị Sáu tiệm bắt gà. Khi ý kiến này vừa được đưa ra, anh Huyên không một chút đắn đo, nhanh chóng chấp nhận ngay. Đến nơi, chúng tôi thấy đàn gà quá nhiều, con nào cũng lớn cả. Hai anh em nhanh chóng lùa chúng chạy dồn vào góc công sự xây bằng những bao cát chất đầy bọc quanh nhà để dễ dàng bắt. Độ khoảng 10 phút sau, chúng tôi đã bắt được ba bốn con, bất chợt tôi nghe thấy tiếng kéo kẹt của ai đó gồng gánh vang lên từ ngoài con đường và cổng nhà tôi vội quay đầu nhìn ra đầu ngõ đã thấy chị sáu đang gồng gánh đồ đạc trở về nên vội vàng kêu lên khe khẽ anh Huyên ơi chị sáu về kia kìa anh Huyên lúng túng la lên bây giờ xử lý thế nào đây Minh ơi tôi sợ quá lần này đi ăn trộm bị bắt quả tàng đây lại là nhà cơ sở cách mạng đang giúp đỡ chúng tôi thế mới chết chứ liếc mắt sang công sự có bao cát bên cạnh tôi chỉ kịp nói vội. Anh đổ cát trong bao ra ngoài, rồi cho gà vào đó. Em ra cổng để chặn chị Sáu lại. Vừa mới ló đầu ra đến cổng, tôi đã gặp ngay chị đang cứu kịt gồng gánh trên vai bước vào. Em chào chị Sáu, sao hôm nay chị về sớm vậy? Hôm nay chị thấy địch không đi cản và máy bay không ném bom, nên chị vội về sớm xem các em có cần gì không. Vừa lúc đó anh Huyên khoác sau lưng một bao cát căng đầy, từ sau sân nhà đi ra ngoài miệng tươi cười chào chị sáu nhìn thấy phía ngoài túi cát máu gà đã thấm ướt đỏ từng mảng nhỏ mặt tôi tái ngắt sợ chị phát hiện ra điều này chị vẫn để nguyên quăng gánh trên vai đứng nói chuyện rồi mời chúng tôi vào nhà tiếp tôi từ chối và hẹn vào dịp khác mục đích nhanh chóng rút ngay trong khi đó anh huyên không hiểu ý còn quay lưng sang chị nói chuyện với tôi thật là tai hại tôi vội đi vòng sau lưng anh huyên để che mắt chị đồng thời lấy cùi tay thúc nhẹ vào anh với ngầm ý nhắc nhở, phải nhanh chóng rút về. Mọi việc rồi cũng trôi qua, nhưng vừa thoát ra khỏi nhà chị, hai anh em nhìn nhau thật hú vía và thở phà nhẹ nhõm. Thực ra lúc đó chị đã biết điều gì xảy ra, nhưng vẫn không quát mắng, mà vẫn vui vẻ cho chúng tôi những con gà vừa mất. Cũng trong thời điểm đó, Ban chỉ huy đại đội được cấp trên bổ sung anh Lê Quảng Ba về đảm nhiệm chức chính trị viên phó đại đội và anh Trần Quang Đăng từ tuyến sau trở về ngày 14 tháng 5 năm 1972. Thêm một ngày bình yên nữa. Khoảng 5 giờ chiều, chị Sáu đã trở về, tôi sang nhà chơi, nhìn thấy đàn gà vóng đi khá nhiều. Chị bảo, Minh ơi, em ở lại trong nhà, vậy bây giờ đàn gà của chị đâu hết rồi? Tôi giật mình xấu hổ, lúng túng, nhưng rồi chống chế ngay. Chắc lại lính Sài Gòn vào càn và bắt gà của chị rồi đó. Lại là lính bộ đội chứ gì? Chị đáp lại rồi cười xòa như không có chuyện gì xảy ra. Còn tôi cảm thấy rất ân hận về những việc làm bồng bột của mình với chị Sáu và người dân Long An luôn một lòng trung thủy với cách mạng. Ngày 15 tháng 5 năm 1972, khoảng 3 giờ đêm, cả đại đội tôi xuất phát hành quân đến ngã ba Lục Giang, ngã ba này thuộc huyện Đức Hòa, nơi giao nhau của con đường đi đến Tràng Bàng, Tây Ninh, sông Vàm Cỏ và thị xã Hậu Nghĩa. Khi đến bãi đất hoang có nhiều bụi cây lúp xúp, cách những dãy nhà đầu tiên ở ngã ba khoảng 300 mét thì cả đơn vị dừng lại. Tôi được anh Hưu giao nhiệm vụ tiến nhập vào ngã ba trinh sát, kiểm tra khả năng hoạt động của địch ở đấy. Vừa vượt qua khoảng đất trống của thừa ruộng, bất ngờ tôi nằm trong tầm đạn H-12K chiêu xa của quân ta bắn. Tiếng hút, 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 liên tiếp trên đầu, và cũng ngay sau đó là tiếng hoàng, 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 ở phía trước sát cạnh tôi. Để tránh bị sát thương, tôi lăn mình vào con rãnh nhỏ rất tiếc cho những viên đạn của ta đã bắn không trúng mục tiêu. Giá như nâng tầm bắn cách xa phía trước tôi độ hơn 200 mét nữa thì trúng vào giữa bốt địch rồi. Nếu được vậy thì hiệu quả biết bao. Trong trận đánh bốt ở ngã ba Lộc Giang này, chúng tôi được thông báo trước, có lực lượng pháo binh hỗ trợ. Theo như hợp đồng, sau 3 loạt đạn của pháo của ta bắn ra, bộ binh chúng tôi sẽ tiền nhập áp sát đồn địch. Tôi nằm đợi đúng lúc ba loạt đạn vừa dừng, vội vàng vùng dậy xông thẳng vào các dãy nhà ngã ba Lộc Giang. Ở phía sau, bộ đội cũng đang vận động tiến quân vào. Một mình lọt thỏm vào hai dãy phố bên đường. Tất cả đều im lặng vắng tanh, không một bóng người. Tôi không người vượt qua những dãy nhà đó. Phía trước có một nhà khác biệt là thường bởi màu sắc đỏ tươi xen lẫn có màu vàng óng ánh. Khi vừa đến gần, tôi mới phát hiện ra, đấy là một nhà chất đầy quan tài màu đỏ có những viền vàng xung quanh. Không gian trong phố tĩnh lặng, lành lạnh, u buồn nặng nề và chết chóc tôi hoảng sợ dùng mình sở gai ốc, vội vàng lùi lại đi sang ngõ khác và gặp được anh Trần Dôn xả thủ B40 ở phía sau vừa tới. Nhìn sang dãy nhà ở gần ngã ba, tôi thấy trên nóc nhà có nhiều cột anten mọc lên tua tua. Phía dưới chân tường xám có một ô đen đen. Tôi đoán đây là nhà thông tin của địch, nên vội chỉ ngay cho anh John mục tiêu để bắn vào cửa sổ lô cốt đen đen ở dưới. Rất nhanh, anh John quỳ ngay xuống, vác khẩu B40 trên vai hướng nòng súng về hướng đó bóp cò, ùm, hoàng. Một vùng lửa bùng lên ở ngôi nhà trước mặt, đất đá vôi vỡ bắn ra tung tóe khói đen bay mù mịt. Sau tiếng nổ đó một lúc, vẫn không thấy địch ở trong đấy phản ứng, động tĩnh gì. Hai anh em mạnh dạn tiến lên kiểm tra mới biết đã bắn nhầm vào nhà dân. Cái ô đen đen mà ở xa trong sương mờ mờ, tôi nhìn nhầm là lỗ lô cốt. Đó chính là viên đá đen nằm lẻ loi trong những viên đá màu xám để xây chân tường nhà. Những cột anten trên nóc nhà là của tivi vì thời kỳ đó chúng tôi chưa được biết TV là gì. Hai chúng tôi rất ân hận về sự việc đã xảy ra do sự quan sát không kỹ càng của mình. Mong sao người dân hãy tha thứ cho chúng tôi về sự nhầm lẫn này. Cả đại đội tôi triển khai đội hình ở phía sau dãy nhà dân, dọc theo con phố cách đồn địch độ 80 m qua bãi đất trống. Hỏa lực ở trong bốt bắn ra rất mạnh hòng áp đảo chúng tôi. Ở phía bên ngoài quan sát hoạt động của địch bên trong khá rõ. Cứ thế, mỗi khi phát hiện được một mục tiêu mới, chúng tôi lại gửi một chùm đạn vào đấy bọn lính trong đồn hoảng loạn không biết chính xác vị trí của quân ta ở ngoài buộc phải co cụm lại gọi pháo và máy bay đến ném bom chi viện những trận mưa bom và đạn pháo lại đến với đại đội tôi nhưng đều rơi ở phía sau bởi vì do chúng tôi đã tiếp cận gần sát với hàng rào của bốt địch chính vì thế quân số bị thương vong của đơn vị trong ngày hôm đó rất ít tranh thủ những lúc im tiếng súng tôi luồn lách qua các dãy nhà đi đến vị trí từng trung đội đang chiến đấu xem ra đến thời điểm này cán bộ chiến sĩ trong đại đội tôi đã dạn dày kinh nghiệm điềm tĩnh từng trải khi tham gia chiến trận không còn lúng túng ngỡ ngàng như những trận đầu bọn địch trong đồn đã hoàn toàn bị chúng tôi khống chế nên chỉ có cụm trong những công sự vững chắc thỉnh thoảng mới ló đầu ra ngoài làm mồi cho những tay súng thiện xạ trong đại đội tôi tiêu diệt các lô cốt công sự ở trong đó đều xây bằng bao cát nhô lên cao ở trong bốt đều lần lượt được nhận một hai quả đạn súng B-40, B-41 của chúng tôi gửi đến. Nhìn về phía sâu trong đồn, tôi phát hiện nơi đó có một công sự đắp bằng bao cát thấp thấp. Bọn địch đang điên cuồng bắn ra về phía đội hình trung đội 3. Chúng biết rằng, với khoảng cách khá xa này, vượt qua tầm bắn khống chế của súng AK và B-40, B-41, tôi báo cáo với chính trị viên trưởng Lê Xuân Hưu xin được điều cối 60 của tiểu đội hỏa lực A-10 đến. Khi được tôi chỉ rõ mục tiêu, anh truyền tiểu đội phó lên thay anh Thiết chỉ huy tiểu đội hỏa lực A-10. Lúc này anh Thiết đảm nhận chức trung đội trưởng chỉ huy trung đội 1. Chỉ trong chấp nhoáng các anh trong khẩu đội cối đã xác định được cự ly, phương vị, góc độ súng, rồi bình tĩnh thả liên tiếp ba quả đạn cối 60 vào nòng. Từng tiếng chóc, chóc, chóc kế tiếp nhau phát ra ở đầu nòng súng cối. Chỉ trong phút chốc ở phía trước có ba cột khói và đất cát bay lên, kèm theo ba tiếng nổ hoàng. Hoàng, hoàng rất to bao quanh trụm và những công sự quân địch đang còn cố thủ. Đến lúc này, ở phía trong bốt tiếng súng chống cự, phản công của quân địch yếu ớt, rời rạc, giảm dần kéo dài đến độ 5 giờ chiều thì tắt hẳn. Đại đội tôi được lệnh trên truyền xuống, nhanh chóng bàn giao cứ điểm vừa giành được cho đơn vị khác tiếp quản, thu chiến lợi phẩm và bắt giữ tù binh. Còn chúng tôi tiếp tục hành quân đi nhận mục tiêu khác. Điểm lại quân số trong ngày, lại thêm bốn người nữa hy sinh. Đó là các anh Bùi Xuân Đoành, Quê ở Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Lê Quang Sáng, quê ở Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Hoàng Minh Quang, quê ở Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An, Nguyễn Văn Ly, quê ở An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Ngoài ra, còn có một số anh em khác bị thương. Giờ đây cả đại đội tôi chỉ còn lại gần 30 người. Mới đây thôi, mọi người trong đơn vị còn vui đùa với nhau, còn chia sẻ cho nhau những món quà nhỏ mà các mẹ các chị ở huyện đức hòa đã vượt qua nhiều trạng khám xét nghiêm ngặt gắt gao của địch nhưng vẫn che được mắt chúng mang về cho chúng tôi và cũng mới đây thôi mọi người còn sung phong xông lên chia lửa cho nhau khi quân địch phản công ác liệt thế mà giờ đây các anh đã nằm lại đó để rồi ra đi mãi mãi không còn cơ hội được trở về nơi quê nhà mà bao người thân còn đang ngóng trông chờ đợi những người còn lại không còn nước mắt để khóc vĩnh biệt các anh nữa bao đau thương mất mát ngày càng chất nặng đầy trong lòng mỗi người trên đường hành quân chúng tôi đã mang các anh đi theo và an táng các anh yên nghỉ tại gò nổi thuộc xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ngày 16 tháng 5 năm 1972, chúng tôi lại trở về đóng quân tại gia đình má hai quân. Mấy ngày ở đây khá yên tĩnh, tôi tranh thủ đến thăm anh em các trung đội đóng quân ở những nhà xung quanh. Khi đến một gia đình gần nhà má hai, tôi phát hiện có một đống sách truyện kiếm hiệp nằm dưới đất cạnh góc nhà lúc đang còn ham hở tìm cho mình một quyển truyện để đọc, mới phát hiện ở trong đống sách đó có mấy quyển vở học sinh, hiện rõ nét chữ tròn chỉnh của một người con gái. Vì tò mò, tôi lật bìa quyển vở để xem. Đây là vở bài tập đại số có ghi rõ tên chủ nhân của nó là Lệ Thủy. Cầm quyển vở trên tay, ký ức một thời học sinh lại ấp về trong tôi. Ước gì, chiến tranh tàn khốc này không xảy ra. Tin chắc giờ này mình đang ngồi nghe giảng hay đang làm bài tập trong một trường đại học nào đấy như một số ít bạn cùng lớp thời phổ thông hiện đang là sinh viên các trường đại học trung học ở miền bắc hậu phương còn tôi thời gian nghỉ cầm bút đã hai năm rồi giờ đây trong từng giây từng phút ngày đêm đang phải đối mặt với cái chết ở nơi chiến trường xa này mong ước sao mình được trở về trường cầm bút để nối tiếp con đường của thời học sinh còn giang dở tôi ngấu nghiến đọc những bài tập em đã giải có nhiều bài làm đúng nhưng cũng có nhiều bài làm sai có những cái sai buồn cười ngớ ngẩn giá như em chú ý một tí thì bài tập này đã có lời giải đúng rồi tôi cố hình dung giá người em như thế nào đây gầy cao hay là mập da trắng hay nước da ngăm nâu chắc cô gái này có nước da trắng và không mập tôi cứ tiếc rằng nếu có em ở đây tôi sẽ chỉ cho những lỗi thường gặp những công thức để áp dụng cho việc giải bài tập cách lập phương trình và tìm nghiệm của nó bao nhiêu thứ có thể em đã quên và có thể chưa biết nhưng cuộc chiến đang hiện diện trên mảnh đất quê hương mình biết đâu em cũng tạm dừng bút như anh. Cho đến bây giờ, sau 35 năm, tôi vẫn chưa hề biết mặt em gái đó. Ngày 18 tháng 5 năm 1972, vào khoảng 3 giờ sáng cả đại đội tôi có mặt ở ấp Tân Phú, cứ ngỡ hôm nay có một niềm vui đặc biệt. Đó là tiểu đoàn bổ sung cho đơn vị thêm 4 chiến sĩ tân binh. Thời gian gấp rút không cho phép chúng tôi làm các thủ tục tiếp nhận anh em. Cán bộ quân lực tiểu đoàn chỉ giao quân bằng miệng giao cho đại đội 34 chiến sĩ gồm Dương, Hoàn, Thắng, Tiến. Tiểu đoàn sẽ bàn giao danh sách họ tên về các chiến sĩ cho đơn vị sau. Do trời đã sắp sáng, quân địch chuẩn bị tấn công vào nơi chúng tôi đang đóng quân, nên ban chỉ huy đại đội cũng bàn giao các chiến sĩ này về các trung đội, chỉ trực tiếp bằng miệng mà không có một văn bản giấy tờ nào. Khoảng 6 giờ 30 phút trời vừa hửng sáng, sương còn mờ mờ chưa tan hết hơn một đại đội lính Sài Gòn đã kéo đến trận địa nơi chúng tôi đang triển khai đẩy sán. Khi tốp lính đi đầu cách chốt tiền tiêu độ 10 đến 15 mét, thì cả đơn vị đồng loạt nổ súng. Bọn địch đi đầu đổ gục xuống, đứa chết, đứa bị thương là hết inh ỏi. Những tên còn sống sót quay đầu tháo chạy. Một cuộc đấu súng ác liệt giữa hai bên bắt đầu diễn ra. Tiếng đạn nổ nghe rào rào pha lẫn tiếng hoàng hoàng của đạn cối và DKZ của ta và của địch. Những tiếng nổ đó kéo dài khoảng 30 phút thì lặng dần, Ta vẫn chốt trong những công sự vừa xây dựng để bắn ra ngoài. Còn quân địch đã lùi về phía sau khá xa với chúng tôi. Tranh thủ khoảng thời gian yên lặng hiếm hoi đó, các trung đội báo cáo về ban chỉ huy đại đội về tình hình chiến đấu của bộ đội và quân số thương vong. Một tin buồn lại đến với chúng tôi. Đợt nổ súng đầu tiên, đại đội tôi có ba người hy sinh và hai người bị thương. Đáng buồn nhất có hai tân binh vừa mới bổ sung về, trong đơn vị chưa ai kịp biết rõ tên từng người nên giờ đây không thể nào biết tên ai là Dương, ai là Hoàn được. Các bạn trước lúc hy sinh cũng chưa kịp làm quen với đồng đội đang chiến đấu ở bên cạnh mình, chưa kịp biết rõ tên ai là người chỉ huy và đơn vị nữa. Dù rằng cả đơn vị quân số không còn đông như trước, lúc này chỉ còn hơn 20 người nữa thôi. Dương, Hoàn ơi hãy tha thứ cho chúng tôi nhé. Chúng ta chưa kịp làm quen. Các bạn đã nằm lại trên mảnh đất này rồi. 9 giờ 30 phút sáng, địch lại ồ ạt tiến quân vào. Trước lúc vào sát vị trí công sự chúng tôi, chúng bắn tới tấp những viên đạn cay. Khói trắng lan tỏa cả khu vực đội hình chiến đấu của đại đội. Ai nấy đều ho sù sụ, da mặt, chân tay bỏng rát như xoa ớt cay tươi vào da, mắt mũi cay xè. Mọi người lùi sâu vào trong hầm để tránh làn khói đó. Những bình tông nước được huy động đổ vào tà áo để chụp vào mặt mũi mình chống cay. Một quả pháo cay bất ngờ rơi vào giao thông hào trước cửa hầm ban chỉ huy xè xè phun khói. Biết rằng tiếp cận đến quả pháo này rất nguy, có thể bị gục ngay do ngạt thở, nhưng không thể nhìn nó phun khói trắng ngày càng nhiều vào cửa hầm của mình được. Tôi nhèo mắt và lấy một tay bịt miệng lại, lao người ra cầm ném quả pháo đang xì khói nghi ngút đó ra xa. Khi quay về hầm, tôi tưởng như mình đã tắt thở và ho sù sụ, nước trong bình tông hết nhẵn. Trong cơn nguy cấp, anh hưu hét lên, em hãy cố mà đái nhanh ra vào hai tà áo rồi ấp ngay vào mặt. Tôi càng dặn lại càng không ra được giọt nào. Thật đáng ghét. Lúc cần đái lại không đái được. Những lúc đang còn ngon giấc ngủ lại dựng mình dậy để đái. Cứ cố gắng mãi cuối cùng hai tà áo của tôi cũng thấm ướt được một ít. Lúc này ra thịt tôi bỏng rát sưng đỏ như bị dị ứng mề đay. Làn khói trắng dần tan. Tôi ló đầu lên cửa hầm nhìn ra phía trước và sửng sốt giật mình. Khi thấy tốp lính Sài Gòn người nào người nấy đeo mặt nạ phòng độc nhìn như chưa bát giới trong phim tôn ngộ không. Tay cầm súng lăm lăm. Trong khi đó phía chúng tôi vẫn im lặng, bộ đội đang ẩn nấp sâu vào trong công sự để tránh thứ khói độc đó. Hết phần 7